thay cái mặt của mình bằng cái mặt con mèo. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trước tiên mình xin chúc mừng năm mới các bạn. Chúc các bạn một năm mới 2023 nhiều tiền, nhiều view, nhiều sub, các kiểu con đà điểu, gia đình ấm no, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào các kiểu. Đây là video đầu tiên của mình trong năm 2023. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thay cái mặt của bạn bằng mặt con mèo nhé, bằng cách là sử dụng cái tính năng gọi là motion tracking ở phần mềm Filmora 12. Thực ra thì cái motion tracking này thỉnh thoảng mình cũng hay dùng ấy, tạo một cái hiệu ứng vui vui, gắn kiểu gắn chữ vào bàn tay, rồi là gắn chữ trên đầu, rồi là gắn cái mặt, gắn một cái hình ảnh gì đấy vào cái mặt của mình ấy, và mặt mình nó cử động ấy, thì mình hay dùng cái tính năng gọi là motion tracking. Và cái tính năng này thì nó có từ Filmora 10 nhá, đến Filmora 11, 12 thì nó cũng như vậy thôi, và nó cũng không có gì cải tiến cả, nó chỉ có khác mấy cái kiểu cách kiểu gọi là cách thực hiện ấy. Filmora 12 thì nó lại hơi khác so với Filmora 11. Nên ra là mình làm một cái hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn mới thì các bạn sẽ dễ theo dõi. Còn bạn nào mới đến kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình để học thêm những mẹo edit video các thứ về Filmora và một số thứ về YouTube, rồi là những cái phần mềm làm YouTube các thứ. Ok, đây là cái Filmora 12 của mình nhá. Phiên bản mình đang dùng ấy là cái bản 12.0.11. Nói chung là đây một cái bản cũng ổn định rồi. Trước nó ra bản 12.0.5 ấy thì nó hơi bị lag một tí, nhưng đến bản 12.0.11 này ấy, thì nó tương đối ổn định. Và để làm cái tính năng motion check, mình sẽ xóa hết các cái thứ ở trên timeline của mình đi. Đây là cái clip mà mình đang làm nhé, mình sẽ xóa đi. Ok, delete hết các cái check trống đi. Đầu tiên thì bạn sẽ cần có một cái video nhé. Video bạn quay bạn hoặc là quay nhân vật gì đấy thì tùy. Nhưng mà trước khi bạn thực hiện cái motion track ấy, thì các bạn nhớ là nếu mà camera nó kiểu nó focus vào đâu ấy, focus vào chủ thể ấy, thì cái motion track nó mới có thể track được, tức là nó mới có theo dõi được. Và nó nếu như camera của bạn nó đi qua cái gì ấy, hoặc là cái chủ thể của bạn đi qua một cái vật gì đó, thì cái đoạn đấy là bạn phải điều chỉnh bằng tay. Ok. Bây giờ mình sẽ quay trở lại phần media nhé. Mình sẽ dùng cái clip này nhé. Clip này hôm trước mình đi Hồ Núi Cốc, mình đang làm dở cái vlog. Mà mình chỉ up lên cái kênh Việt Nam của trên cái Facebook của mình thôi, chứ mình không up lên YouTube cái kênh này. Cái video này, hai ba cái video này nó rất là nhiều mấy con mình các thứ ấy. Mà nào muốn xem thì có thể up Facebook của mình vào xem. Ok, ví dụ từ đoạn này chẳng hạn mình sẽ cắt ra. Đầu tiên mình sẽ cắt cái đoạn clip này, đúng không? Sau mình sẽ giữ khoảng 5 giây, 7 giây gì đấy thôi cho nó ngắn thôi. Ở đây tức là cái mặt của mình nó rất là rõ nhé. Mình quay bằng GoPro 7 ấy. GoPro 7 Black thì cái mặt của mình nó rõ, nó không bị kiểu nhòe nhòe gì cả. Đây, nhìn các bạn này, nhìn cả clip này. Đúng không? Ok. Thì để mà thực hiện cái tính năng motion track ấy, thì mình sẽ đặt cái kim thời gian về đầu nhé, đầu của clip. Sau mình sẽ ấn cái nút này, cái nút dấu cộng này, gọi là motion tracking. Đây là cách thứ nhất, hoặc là cách thứ hai thì bạn có thể kích đúp vào cái video ở trên timeline. Sau đó bạn chọn vào phần video nhé. Sau đó bạn chọn tiếp là AI tool này, tức là cái của các công cụ trí tuệ nhân tạo ấy, ấn vào đây. Nó sẽ có cái motion tracking này. Bạn sẽ bật cái này lên nhé, bật cái motion tracking này. Sau đó cho bạn một cái điểm track. Điểm track này thì bạn sẽ chỉnh vào cái điểm mà bạn cần track ở trong video. Ví dụ ở đây là cái mặt của mình nhé. Các bạn đừng để nó to quá nhé. Nếu như để nó to quá thì phần mềm nó sẽ nhận diện là cả một cái khu vực rộng này là một cái mà bạn cần phải track. Thì nếu như mà như thế thì nó có thể nó sẽ lệch đi khỏi cái mặt đấy. Nên là mình sẽ chỉnh nó lại nhỏ thôi, nhỏ như khuôn mặt của mình thôi. Hoặc là cái chỗ trán của mình chẳng hạn, mình sẽ đặt ở ngay chỗ trán này chẳng hạn. Đó. Sau đó tiếp theo bạn sẽ ấn nút này, click to start motion track. Bạn ấn vào đây, motion tracking. Đó, các bạn nhìn đây là cái điểm track, nó vẫn đang track vào cái khuôn mặt của mình ở chỗ này nhé. Track như này là rất là chuẩn nhé, nó không bị sai lệch mấy. Mặc dù vậy là khi mà bạn gắn cái vật thể vào ấy, nó sẽ bị hơi bị giật giật, tại vì cái điểm này nó sẽ không phải là điểm, không phải điểm mà điều chỉnh bằng tay ấy. Đó, đấy là thứ nhất là tạo ra các cái điểm, gọi là các cái keyframe cho cái điểm track ở đây, đấy là một. Cái thứ hai nữa, bạn muốn nhìn cái điểm track này nhé, nhìn hoặc là hiện thì bạn ấn vào cái con mắt này nhé, ấn vào đây nó sẽ tắt cái điểm nhìn đi, bật ra đây nó sẽ hiện lên. Tiếp theo bạn sẽ nhấn OK nhé, nhấn OK. Sau đó là bạn sẽ chuẩn bị là cái chữ này, hoặc là cái ảnh này, hoặc là cái video này, hoặc là bất kỳ một cái sticker hay cái gì á, để bạn đưa xuống timeline, để bạn đặt lên và thay vào cái chỗ mặt đấy. Ví dụ ở đây mình sẽ quay trở lại cái sticker. Mình sẽ dùng cái con mèo này nhé, con mèo. Mình kéo con mèo xuống, mình đặt lên trên ngay đây.
Đó, đặt con mèo, mặt con mèo rất là to đúng không? Tiếp theo mình có thể chọn vào cái clip. Bạn có thể kích đúp vào cái clip để quay trở lại cái phần motion track nhé. Ấn đúp vào cái clip. Sau đó bạn chọn vào đây, cái này là link element nhé. Ở Filmora 12 cái này nó gọi là link element. Thì bạn ấn vào cái menu sổ xuống này. Sau đó bạn nhấn vào cái biểu tượng con mèo. Đây là cái tên của con mèo nhé. Make everyone thankful. Ấn vào tên của con mèo. Đó, ok. Con mèo nó tự chạy về cái chỗ cái mặt của mình. Tuy nhiên mình sẽ ấn vào nó để mình chỉnh cho nó khớp với cái mặt của mình. Bây giờ bạn nhấn OK là nó đã xong rồi. Tức là bây giờ mình đã có cái con mèo thay cái mặt của mình bằng cái tính năng motion track. Cái mình ví dụ mình play cho các bạn xem nhé. Đó. Đấy, ngầu che bằng mặt mình và mặt con mèo. OK, đến cái chỗ này thì nó hết rồi. Tức là hết cái con mèo này rồi thì mình sẽ phải cắt cái clip của mình chỗ này để nó che cái mặt của mình đi. Đó. Đấy là làm nào để sử dụng motion track để gắn thay cái mặt con mèo bằng cái thay cái mặt mình bằng mặt con mèo. Thế còn cái motion track này ấy, thì nó sẽ có dữ liệu ở đây nhé. Bạn sẽ có cái dữ liệu ở chỗ này. Ví dụ bây giờ mình sẽ giấu con mèo đi nhé. Mà bạn sẽ có dữ liệu. Đây là cái phần motion tracking này. Bạn sẽ có dữ liệu đây. Ấn cái điểm track này. Đó. Có dữ liệu ở đây. Nếu như bạn muốn cái điểm nào thấy cái điểm nào nó bị sai ấy, mà bạn muốn điều chỉnh nhé, bạn chỉ việc ấn vào đây này. Ấn vào đây bạn điều chỉnh. Ví dụ nhé, mình ví dụ mình điều chỉnh nó ra cái điểm này nhé. Thì phần mềm nó sẽ tạo cho bạn một cái keyframe ở ngay chỗ này. Keyframe ở dưới đây bạn nhìn thấy keyframe màu đỏ này. Và nếu như bạn điều chỉnh mà bạn muốn di chuyển từng khung hình một thì bạn sẽ nhấn vào nút này. Nút này là di chuyển từng khung hình tới một khung hình. Sau đó bạn lại chỉnh. Đó. Tới một khung hình bạn lại chỉnh. Đó. Đây là giả dụ trường hợp là motion track nó không chuẩn. Đây ở đây nó có mấy cái keyframe này, keyframe màu đỏ các bạn nhớ nhé. Bây giờ bạn bật cái con mèo lên đấy. Bật cái con mèo này lên, bây giờ nó sẽ theo ba cái điểm màu đỏ này và cái con mèo nó sẽ chạy khỏi cái mặt mình, nó không có đứng yên ở đấy nữa này. Như này này. Đó. Nó hơi chạy ra một tí nhưng mà mình không nhìn thấy ở cái chỗ này tại vì nó có 3 frame thôi, tức là 3 khung hình thôi. Đây là check một điểm. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ ví dụ bạn muốn gắn thêm cái chữ ở trên đầu nữa thì bạn sẽ làm như này nhé, bạn sẽ copy cái clip này. Copy cái chuột phải chọn copy. Copy cái clip này và bạn dán nó ở cái clip trên cùng này nhé. Cái track trên cùng ấy. Nhấn Ctrl V để dán ở trên cùng. Sau bây giờ mình sẽ thêm cho nó một cái chữ chẳng hạn. Thêm cái chữ Quick Tag ở đây. Mình đánh nó thành meo meo chẳng hạn. Đó, chữ meo meo chẳng hạn. OK. Mình kéo nó lên. Ví dụ mình đặt ở trên này nhé. Sau mình sẽ phải chọn tiếp vào cái clip này. Cái clip ở trên nhé. Không phải cái clip ở dưới này nhé. Để mình chọn tiếp vào phần Link Element này. Mình chọn Basic 1 này. Basic 1 nó chính là cái chữ meo meo này. Mình kéo nó vào đây. OK. Đặt ở chỗ này chẳng hạn. Sau đó mình sẽ giấu cái video clip ở trên đi. Tức là mình nhấn vào cái con mắt này để mình giấu nó đi. Để nó hiện cho cái clip ở dưới và con mèo. Đấy là như thế là đã có hai điểm check. Tức là hai cái điểm nó theo sau cái khuôn mặt của mình. Để mình play nhá. Meo 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 meo. OK, đấy đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để thay mặt mặt mình bằng mặt con mèo với tính năng motion tracking ở trong phần mềm Filmora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn ấy. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Còn nếu như là bạn nào muốn mua Filmora 12 thì bạn xóa logo, xóa watermark thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Mình có hỗ trợ mua bản quyền Filmora với mã giảm giá là 20%. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Happy New Year.